佛教智慧故事，耶奢密多园。Mưa xuống rồi, mưa xuống rồi. Lão già, phu nhân hạ sinh rồi, là con trai đó. Đoàn Tránh Trang Nghiêm sinh ra tướng tốt lành, là người vô cùng có phúc đức, chẳng trách trời giáng mưa lành, chỉ bằng lấy tên là Gia Sa Mật Đa. Đây là thứ nước có 8 loại công đức đó. Nước có 8 loại công đức. Đúng vậy, loại nước này có 8 đặc tính: thù thắng, trừng tịnh, thanh lương, cam mỹ, khinh nhuyễn, nhuận trạch, an hòa, trừ cơ cẩn, trưởng dưỡng như căn. Đứa trẻ này sau này nhất định xuất gia chứng quả A-la-hán. Gia Sa Mật Đa được nuôi dưỡng bằng thứ nước có 8 loại công đức, cùng với sự yêu thương chăm sóc của vợ chồng vị trưởng giả, đã ngày một lớn lên, trở thành một thanh niên tuấn tú, người nào gặp cũng đều yêu mến. Hả? Phật Đà, con nguyện rũ bỏ tất cả thế gian, quy y Phật Đà, theo ngài xuất gia tu hành, chứng đắc đạo quả. Thượng lai tỳ khưu, râu tóc tự rụng, cà sa đính thân. Hả? Sau khi tỳ khưu Gia Sa xuất gia, tinh tấn tu hành, đối với những lời giáo huấn của Phật Đà, tin nhận và làm theo, không lâu sau đã chứng quả A-la-hán. Không chỉ có đầy đủ lục thông tam minh mà còn đắc được 8 loại giải thoát. Người phàm và cả người trên các tầng trời không ai là không kính ngưỡng và xưng tán ngài. Thế Tôn, rốt cuộc trong đời quá khứ Gia Sa Thị Khưu đã tu được loại phúc báo gì vậy, mà đời này vừa ra đời thì trời đã giáng mưa lành, trong miệng tự nhiên lại chảy ra thứ nước có 8 loại công đức, không cần người khác cho bú mớm, lại có thể gặp được Thế Tôn theo ngài xuất gia chứng được đạo quả. Trong hiện kiếp ở quá khứ, thời Phật Ca Diếp trụ thế, ở nước Ba La Nại đã độ thoát vô số chúng sinh. Nói đi. Sư phụ, vị lão thí chủ đó đã bán hết tài sản để cúng dường Tam Bảo. Vậy hả? Ông ấy đã quỳ suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Lão tỳ khưu sau khi xuất gia, không hết lòng hết dạ suy nghĩ về lý vô thường của thế gian, ngược lại lười biếng giải đãi. Không lâu sau, lão tỳ khưu thân lâm trọng bệnh, đại phu cho hay phải lấy tô lạc làm thuốc, bệnh tình mới có thể chuyển biến tốt. Nóng quá đi, nước. Oh.
Sư phụ, đều là quả báo của việc lười biếng giải đãi, không chịu tinh tấn tu hành của đệ tử. Sư phụ xin hãy cứu con với. Tình trạng của con chính là nỗi khổ mà các chúng sinh trong đạo ngạo quỷ phải chịu. Nếu không nương nhờ vào sức mạnh công đức thì không có cách gì có thể tiêu trừ được. Bây giờ con hãy mau lấy nước trong bình này cúng dường thanh tịnh chúng tăng. Bạch Thế Tôn, bây giờ con đang gặp phải tình thế nguy cấp. Sau khi chết chỉ sợ sẽ đọa vào đạo ngạ quỷ. Chỉ mong Thế Tôn từ bi thương xót vì con mà khai thị tiêu trừ nạn kiếp này. Nhà ngươi bây giờ chỉ còn cách lấy nước thanh tịnh cúng dường tăng chúng. Nhưng nhờ vào sức mạnh công đức cúng dường thanh tịnh mới có thể thoát ly được quả báo đọa vào đường ngạ quỷ. Sau khi lão Tỳ Khưu nghe xong lời khai thị của Phật Đà, tâm ý sáng rõ, tin nhận và phụng hành. Từ đó về sau không còn lười biếng. Mỗi ngày dùng nước sạch cúng dường đại chúng tỳ khưu cho đến khi mệnh chung, không lười biếng một ngày nào. Bởi vì công đức cúng dường thanh tịnh như thế, cho nên đời đời kiếp kiếp trong miệng thường có thứ nước có 8 loại công đức thanh tịnh đầy đủ để dùng, cho đến đời này có nhân duyên theo ta xuất gia tu hành chứng được đạo quả. Lão Tỳ Khưu lúc đó chính là Gia Sa Mật Đa bây giờ. Tất cả chúng Tỳ Khưu sau khi nghe Phật thuyết pháp đều tin nhận giáo hối, hoan hỷ phụng hành. Nước có 8 loại công đức chia thành 8 loại ý nghĩa, cho nên nhân duyên cúng dường nước vô cùng may mắn. Thứ nhất, thanh lương biểu thị cho trì giới thanh tịnh. Thứ hai, vị cam biểu thị cho thắng vị, tức là hưởng được vô số vị. Thứ ba, khinh nhu biểu thị cho thân tâm tráng kiện chịu đựng giỏi. Thứ tư, chất nhuyễn biểu thị cho ý niệm thông suốt. Thứ năm, thanh triệt biểu thị cho ý niệm sáng rõ. Thứ sáu, vô xú biểu thị cho thanh trừ tội chướng. Thứ bảy, ích hầu biểu thị cho âm thanh hòa nhã thành tựu lời hay. Thứ tám, dưỡng vị biểu thị cho thân không sinh bệnh, mạnh khỏe không bệnh tật. Namo Amida Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.